tổng cộng là 11 triệu 3. Chị đếm lại lẻ lẻ luôn để cho ta xem. 11 triệu 3. Rồi. Bắc Giang. Đi Hiệp Hòa, Bắc Giang đó gì? Tí nữa nó vào Mến Hiếu, ngồi đây này. Rồi, chị nào rồi? Ngồi tí nữa nó vào gì bảo chứ? Không, tí giống hẹn gặp á. Hả? Hẹn gặp người ở đấy, ở trạm đấy. Ừ, nhưng tí nữa nó chưa vào. Không, em ấy đang ở đây á. Em ấy nói hẹn ở cái trạm 210 á. À, chưa vào. Chưa vào. Okay, 210 guys. She said that it's at the end, so. Oh shit. Ủa em sang 210 là đón ở đâu? 210 là ở đầu cổng đỉnh kia, chứ không phải ra trong bến. À. Đi ra ngoài. Đi qua này. Ở đây. Sao biết? Ok, ngon. Okay, it's outside, man. Oh, I was at the wrong spot. Hello. Anh đi vô trong á, mà nó ở ngoài nè, phải không? Anh đi vô trong mấy xe. Nghe. Giờ biết rồi, có người chỉ ở ngoài. Anh đang đứng ở ngoài nè. À, thấy rồi. Màu hồng nè. Okay, there they are. They're probably saying, "What a fool! Couldn't find us." Đứng ngồi đây hả? Ở xe ở trong hả? Có hả? Đâu, ở trong đấy là xuất khách. À. Đi đường dài thôi. À, chứ xe này là... Xe này về quê. Còn cái kia là nó... Xe này về quê luôn hả? Xe này nó về quê, còn về quê của huyện nhà. Còn kia là nó chạy qua thành phố, qua tỉnh. À, đó. Ok. Chưa chạy hả? Khi nào chạy? Đây, xe này đến. Xe này của nó đến rồi, xe này nó bắt buộc nó phải chạy. Xe này chạy tới quê hai người. Cái này mới lắm. Thì hôm nay bỏ đẹp gái nè, bỏ màu hồng nè. Thôi. Thì á, từ thời con gái. Bây giờ, mặc, có về quê em đi làm mặc. À, ít thấy quay đường á. Không chịu được. À. Khó chịu. À, áo này khó chịu à? À. Giờ chỉ mặc quần áo rộng rãi thôi. À. Thì là ở đây nó vướng á. Okay. Thì ủa chứ chuyển tiền qua đây được không? Hay là hay đồ thì có người ủng hộ cũng gửi tiếp cho em. Ở đâu? Ở đây. Đây có an toàn không? Hay là không cài cứ ở đây người chắc chẳng sợ đâu, sau lên xe chẳng sao này. Không? Chẳng sợ. Ok. Thì có một người James gửi 6.7 triệu với James Kenyon với một William gửi 4.6 triệu William tổng cộng là 11.3 triệu có tiền xài giờ qua đang quay để cho ta xem chứ nhiều khi chị đếm lại lẻ lẻ luôn để cho ta xem. Không, để cho mấy người gửi ta xem. Ngại à. Đứng ở ngoài ngại. Cũng như đang làm đang bán ma túy như vậy. Thôi mấy người bán ma túy hay đếm số tiền nữa không qua được. Nhiều 11 triệu ba. Rồi, đúng rồi. Đủ. Xong đủ. Mà Lan biết nói tiếng Anh nè, bữa thì nghe ta khoái nghe tiếng Anh của Lan á, ta nói phát âm giống nghe chuẩn đó. Đúng. Thank you, James. Đúng rồi. Thank you, James.
ngoài đường đứng trời ngại không, hay là thì nãy tưởng vô đâu chứ chưa biết là sẽ đứng ở đây, tưởng vô bến xe, mà bến xe nhiều khi nó cũng phức tạp lắm, không có nhiều kẻ gian ấy. Thôi mà ở đây định điện là mình lên xe này luôn, rồi đúng rồi, ở ngoài luôn không là đi luôn. Ok thì giờ cũng khỏe, bây giờ quen có tiền ăn xài. Ước mong là đi một khu du lịch thật lớn. Tốt. Với thì số tiền ngoài thuốc rồi mua gì, không mua gì vui hả? Ngoài thuốc thì em là sở thích là hay thích ăn những đồ mới. À. Hay tìm hiểu những cái món lạ. À đúng rồi, vậy vui hả? Bây giờ đang mang bộ màu hồng nè, chiếu tới xem. Sở thích giống nhiều người khen, giống đẹp gái nói có cái nụ cười dễ thương á. Sở thích của em là màu hồng nên là quần áo đa phần là màu hồng. À, để chiếu cho ta xem hôm nay mang bộ mới. Với hôm nay được gửi về quê phấn khởi. À, mấy khởi. Tháng hôm nay mới được gửi về quê. À. Nên là vui. Đi cùng mẹ về quê. Được anh giúp đỡ nên là cái động lực của em nó lại càng cao hơn. À, càng cao hơn càng tốt. Thì nhiều khi màu hồng nên mong cuộc sống màu hồng thôi. Nói hay thế. Thì nhờ sự giúp đỡ của Kim và Lilia. Thank you. Thank you. Cảm ơn rất nhiều. Wow, tốt. Tiếng Anh chuẩn. Thì có được cuộc sống màu hồng thì nhờ nhiều những người giúp đỡ như William và em. Ok. Ôi chết rồi. Ôi kịp không? Kịp. Em ơi. Anh ơi. Anh ơi. Mẹ nhà mình. Nó sẽ cậu đây. Oh, chết mẹ rồi. Quay đã đi luôn. Thôi. Chào bạn. Trời đất ơi. Chờ đến 20 phút mà. Không chờ đến 20 phút mà. Không kêu taxi được. Kêu taxi đi. Giống để đến cái trạm sau á. Được không? Cũng nhưng mà lại mà không biết nó ngừng ở đâu. Bây giờ đi xe ôm thì nhanh hơn. Oh shit man, the bus left guys. Kịp không? Thôi hai người à. Anh không đi được. Anh ở lại. Anh không đi. Rồi. Lái đi. Thế không đi thì thôi, về xe sau thì cũng được. Không, anh không đi được. Anh chỉ xuống hầm à. Sao được mà chơi lên thôi. Không, đi lẻ đi. Chào nhá. Cháu đi đâu không? Em đang ở chỗ 12 lô đang ở Long Biên. The bus driver had no mercy, man. But I guess you know, he's got to stay on a schedule, so can't blame him, but he just took off. Hopefully he doesn't rob him, but I don't think he will. And now we're just going to go on our way back. It's kind of cool to be up in the morning, guys. I haven't been up in the morning for donkeys. So yeah, thanks to James Kenyon, Kenyon, aka Santa, in the comments. And also Dale Box 1 in the comments, aka William Box. I mean, Lauren looks really ecstatic about the help that she's getting.
Rồi. Alo ạ. Rồi, alo em, sao rồi, đón được không? Nhà vừa kịp. Vừa kịp, ok, ok. Rồi, đi chúc đi chơi vui nha. Vâng. Lúc về gặp nha. Thôi thấy sao quá. Em đang yếu sức quá, lên chắc lên đường rồi. Đi xe không nổi đâu. Thôi lúc về ghé nha. Lúc về anh ghé thăm. Ok, chào em nha. Vâng.